mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn gọi là Kỹ Sư Hẹo. Hôm nay mình sẽ quay lại với phần 3 chuyên mục đi mua xe cũ như thế nào là văn minh. Thì ai cũng vậy, người ta hay nghe cái câu đó chính là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thì đây là 10 cái hướng dẫn để chúng ta đi gặp người bán xe cũ và chúng ta có thể lựa lời để nói về cái cách chúng ta mua xe một cách chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ có thể được những cái giá tốt hoặc là những cái hiểu biết sâu xa về xe hơn mà không phải mất lòng người mua lẫn người bán. Vui lòng xem hết clip nhé. Điều thứ nhất, muốn mua được một chiếc xe thì đầu tiên mình phải nghiên cứu kỹ về cái dòng xe đó. Ví dụ chẳng hạn bạn muốn mua con Bugatti 899, bạn phải hiểu máy nó là máy V, rồi bạn phải hiểu chạy nó là sẽ không có đơn giản như những chiếc xe Nhật. Rồi những cái gì đó liên quan tới nó mình phải tìm hiểu kỹ trước, rồi sau đó mình mới đặt cái mặt mình đi mua. Chứ không phải mình thấy ai đang có cứ xe gì mình cũng vô hỏi anh ơi xe này chạy được ngon không anh, hay là xe này chạy mạnh không anh, ABCD như thế nào, mình chưa tìm hiểu kỹ. Mọi thông tin bây giờ rất là dễ tìm hiểu. Bạn muốn biết chiếc xe đó chạy nhanh bao nhiêu, có Google, Max Speed, ok. Bạn muốn biết chiếc xe đó tốn xăng bao nhiêu, bạn cũng còn có thể có Google lên YouTube mà xem. Đấy. Muốn mua được xe ngon, phải có sẵn tiền tươi trong túi. Lý do là vì sao? Bạn không thể nào đi xem một chiếc xe mà bạn không có đem theo bèo nhất có tiền 5% để đặt cọc hoặc một số tiền gì đó để cho người bạn thấy là bạn có thành ý, tôi đang cầm tiền liền, tôi muốn mua xe liền. Thì người bạn khi mà biết bạn đang cầm tiền muốn mua xe liền, họ sẽ dễ dàng thương thảo với bạn hơn, dễ dàng cho bạn một giá tốt hơn. Vì thế muốn mua xe phải biết khả năng mình có bao nhiêu, và khi đi xem xe luôn phải cầm theo tiền để có thể đặt cọc được. Nhiều khi khi tôi nói kinh nghiệm của tôi cho thấy, tôi đi tôi xem xe tôi thấy wow, chiếc này sẽ giá ngon vậy, tôi lấy tiền đặt cọc ngay tức thì, chuyển cọc đó khiến cho bạn có được cái lợi là xe ngon, bạn đã biết nó là xe ngon, thâu về mình thế nào mà mình sẽ có lợi. Đấy chính là những người mà đã chuyên mua bán xe hay làm gì vậy, tiền lúc nào cũng phải có sẵn. Thì thứ ba là muốn mua chiếc xe với giá trị lớn thì đừng có tiếc một cuộc điện thoại để mà hẹn gặp họ xin xem xe. Thường mình hay như thế này, mình đã coi được thông tin hết, mình sẽ gọi dạ anh ơi anh cho em hỏi cái xe mình bán nó còn hay không, và mọi thứ anh nói giống như là anh đã ghi hay không, và anh có thể cho anh xin địa chỉ cái hãng để anh ghé qua trực tiếp tận nhà anh xem xe được hay không. Đấy, chỉ như vậy thôi người bán sẽ rất là vui vẻ, ok anh này rất là lịch sự đi gọi nói chuyện này ngoài hẹn mình tại nhà, người ta sẽ tin tưởng. Ok, đầu tiên một cái cuộc gọi đầu tiên với người bán là mình phải cho người ta một cái cảm giác là ừ tôi có thành ý, tôi muốn mua xe thì tới coi xe. Và bạn nên lưu ý rằng trước khi gặp mặt, trước khi coi xe thì bạn đừng nên trả giá xe, tại vì bạn không biết được chiếc xe nó ngon hay là không, mà tự nhiên bây giờ bạn trả thì làm sao mà người ta bán cho bạn được. Vì nên nguyên tắc sẽ là hẹn cuộc gặp và tới xe trực tiếp thì giá cả thương lượng ở ngay cuộc hẹn xem xe. Điều thứ tư lưu ý là khi đi xem xe thì chúng ta đừng hỏi người ta cái câu là anh ơi cho em mượn chạy thử xe coi nó có nhỉ, nó lắc nó rung không. Thường á người ta sẽ không bao giờ cho bạn chạy vậy, vì giờ người ta lừa đảo quá nhiều rồi, người ta không cho bạn làm chuyện đó. Người ta chỉ bảo đảm là chẳng hạn như ừ tôi bảo đảm tôi bao cho anh á, bây giờ nếu anh mua cái xe này thì tôi bao anh chạy là xe không nhỉ, không lắc, không phải là xe té đồ gì đó, thì ok mình thanh toán tiền xong hết rồi thì mình mới được chạy thử. Nếu mà chạy thử mà xe có điện có lắc thì mình mới khiếu kiện với người ta, mình có thể trả xe. Cái đó là tùy vào cái mà chúng ta thống nhất trước khi chúng ta mua, chúng ta sẽ ký giấy với nhau những cái điều khoản nào mà anh bảo đảm, những cái điều khoản như thế nào mình sẽ ký giấy với tay có người làm chứng ở đó để cho nó làm một cái có cái căn cứ để mà xử lý khi mình có chuyện xảy ra. Cái điều thứ năm là điều rất quan trọng trong cái việc đi mua xe, đó chính là nhờ một người có thể chuyên về cái dòng xe mình muốn mua đi theo. Thì tôi nói với bạn nghe nhé, chẳng hạn như bạn đi xe mua xe một chiếc xe mô tô không có lớn thì giá 200 triệu, thì nếu tôi nói rằng bạn phải bỏ 1 triệu ra để thuê một người thợ chuyên về cái dòng xe đó đi xem cho bạn và bảo đảm cho bạn là họ sẽ báo cho bạn biết là dàn áo nó có lô hay zin, xe này nó có đụng hay không, máy móc nó còn ngon hay không, và toàn bộ mọi thứ liên quan tới chiếc xe họ sẽ báo với bạn, và những gì họ báo họ sẽ chịu trách nhiệm với bạn. Thì tôi thấy cái giá đó
1 tới 2 triệu tùy vào cái chất giá thành của chiếc xe thì nó không có cao. Chứ bạn đừng nên lên mạng mà tìm hiểu là nhiều cách lắm. Tại vì tôi nói chỉ có những người thợ chuyên nghiệp họ làm xe nhiều lắm rồi, họ sửa xe, họ biết thế nào là cái dấu vết, vết tích. Chứ còn những cái dân amateur mà mới tập tuyển vào nghề thì với trình độ bùa cao cấp hiện nay thì tôi hứa với bạn là bạn coi xe bạn cũng sẽ chẳng biết là xe nó đã có làm cái gì rồi. Đấy, vì thế đồng tiền đi trước là đồng tiền khô, lựa thợ mà xem. Cái điều thứ sáu đó là nếu như thợ của bạn xem xe xong rồi và nói cho bạn biết là xe đó không nên mua, thì điều bạn cần làm chính là sự lịch sự, chứ không phải nói với người ta là xe anh đụng tùm lum thôi, em không mua đâu, em không thèm đâu. Không, mình không được vậy. Mình đã quyết định không mua, ok, mình lựa là nhẹ nhàng vì mình mất thời gian, người ta phải cho mình coi xe mà lịch sự nhẹ nhàng. Dạ em cảm ơn anh, để em về em suy nghĩ sao. Là người ta tự khắc biết. Tôi đã từng rất là nhiều lần đi xem xe để mua giùm anh em. Khi mà tôi xem xe á, tôi không có nói ra cho cái người chủ xe người ta biết là xe bị gì. Tôi chỉ đơn giản thôi, tôi kêu cái người mà đã nhờ tôi đi xem xe ra một cái góc riêng, tôi báo cáo lại toàn bộ cái tình hình của chiếc xe mà tôi nhận biết được cho cái người muốn mua xe. Thì khi đó anh sẽ phải quyết định là anh có muốn mua hay không. Nếu anh không muốn mua thì tôi chỉ cáo lỗ và xin lời về. Còn nếu như anh muốn mua thì tôi sẽ báo cho anh biết là nên giảm khoảng bao nhiêu tiền để mà sửa chữa hay là thay thế những cái mà lỗi lầm á thì hợp lý đáng mua. Thì lúc đó để tính tiếp cái chuyện là đặt cọc. Khi mà đã xem xe rồi, biết những cái lỗi của nó rồi, bây giờ mình đã muốn mua rồi, nhưng có thể là vì những cái lỗi đó mà mình muốn sửa xe bớt cho tí xíu. Thì thường thì tôi sẽ nói vậy: dạ anh ơi, ở xe anh đó thì nó có mấy cái điểm như thế này là nó chưa có hợp lý, thì anh có thể giúp em bớt tiền được không, bớt để cho em về chi trả chi sửa. Thì thường người bán họ như vậy cũng bớt bao nhiêu thì mình đừng nói chẳng hạn xe 100 triệu thôi, bây giờ bán 50 không được quá lố, mình có thể nói là thôi anh bớt em 5-10 triệu gì đó để em sửa. Thì người bán thì sẽ nói thôi như vậy nhiều quá, hoặc là người ta có thể hợp ý, ta kêu ok vậy thì bớt luôn đó. Thì cái đó mình phải biết thương thuyết, mình phải biết cái định giá của những cái món đó. Thì cái đó là cũng phải phụ thuộc vào cái người thợ, vì các bạn họ sẽ nắm được giá cả tốt hơn. Cái điều thứ 8, nhưng mà cả hai bên người bán lưỡng lự, người bán thì không muốn giảm cái giá để bán cho người mua, và người mua thì không chịu cái giá của người bán. Thì ở cái tình thế nó tiến thái lưỡng nan đó, chúng ta nên đưa ra cái đề nghị hay là anh em mình về cùng nhau suy nghĩ. Thì về thì mình, nếu mà mình thấy giá nó tốt rồi, ok, mình đã làm không mua thì mua luôn. Ví dụ nếu mà người bán á, mà người ta cảm thấy không cả nó bớt tí xíu nữa thêm nữa thì người ta sẽ thay đổi ý định và đổi bạn để mà chấp nhận cái chuyện đó. Mà thường á thì theo tôi thấy thì chúng ta nên quyết định ngay tại chỗ có được thì tốt nhất, sẽ dễ dàng hơn. Thì thường có hỏi đi mua xe, nếu mà kiếm được chiếc xe ngon á mà giá tốt á, thường ta cũng biết là phải nên thường cầm tiền ok là đập lên cái chính. Đó là tiến hành giao dịch như thế nào khi mà hai bên giá cả thì đã thỏa thuận, mọi thứ là chỉ cần là chỉ chờ đưa tiền cho thôi. Thì nó có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất á, đó chính là nếu mà ta không có đem đủ tiền, chúng ta chỉ đặt cọc tiền, thì chúng ta sẽ yêu cầu người bán ghi một cái giấy gọi là giấy nhận đặt cọc tiền. Thì giấy đó nội dung thì nó lên trên mạng có hết, tôi nói sơ qua thôi, chẳng hạn như là cộng đồng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cộng đồng tự do Hàn Quốc, rồi giấy nhận cọc thì bên bán là tên gì, có chiếc xe biển số bao nhiêu, lấy giấy tờ ra ghi cả bạc bao nhiêu, số điện thoại gì, thì bán cho tôi với giá bao nhiêu, thì và tôi đặt cọc trước bao nhiêu và phần còn lại bao nhiêu tiền sẽ thanh toán ở trong cái hạn ngày nào đó, bao nhiêu ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó. Rồi thêm một cái điều khoản nữa là nếu mà như mà bên người bán á mà không chịu bán chiếc xe để tôi mà thay đổi, thì nhiều khi người ta thấy có người khác giá cao người ta bán, trong cái tờ giấy đó tôi ghi xem được cái tiền từ gấp đôi cái số tiền đặt cọc. Mình đặt cọc 5 triệu thì nếu họ không bán cho bạn, họ phải đền 1 triệu. Thì thường cái tờ giấy đó sẽ là viết tay ghi ra hai bản, thì đó chính là cái thủ tục gọi là đặt cọc mua xe. Còn nếu như tiền bạn đã cầm đủ rồi, xe mua 200 triệu thì bạn cầm đủ 200 triệu, thì bây giờ thủ tục như thế này: thông thường tôi mua tôi sẽ đưa trước 90% tiền, 95% tiền tùy vào người ta có chịu hay không. Thì khi mà tôi đưa 95% tiền, tôi sẽ nhận cái gì? Tôi
tôi sẽ giữ chiếc xe là một, tôi sẽ giữ giấy tờ chính cho chiếc xe là hai. Và nếu như lúc đó mà phòng công chứng còn làm việc thì tôi sẽ hẹn người ta ra phòng công chứng để làm cái thủ tục gọi là công chứng mua bán hoặc là công chứng ủy quyền. Thì bây giờ sẽ sâu hơn vô vì sao có những người người ta sẽ làm cái công chứng ủy quyền. Mình chỉ ủy quyền như thế nào khi mình biết cái xe đó cái nguồn gốc nó là đàng hoàng hợp lý, chẳng hạn mình biết xe này nguồn gốc nó là xe hải quan chính hãng, có thể sang tên đường thoải mái bình thường, hoặc là xe này xe thanh lý có thể sang tên đường thoải mái bình thường. Thì muốn biết hay không chúng ta phải check gốc và chúng ta phải tốn tiền 200-500 gì đó cho công an cái đơn vị cò lái người ta chuyên làm gì đó. Thì với cái ủy quyền thì khi mà họ ủy quyền mà sẽ lập cái ở ngoài phòng công chứng sẽ lập cái gọi là hợp đồng ủy quyền, thì bạn được toàn quyền sử dụng và mua bán cái chiếc xe đó mà không cần phải liên đới lại người đang đứng tên trên cho bạn nữa. Có nghĩa là lúc đó là bạn thích ủy quyền tiếp cho người khác, họ bạn thích bán luôn cho người khác nữa và muốn tự sang tên lại cho mình đều được hết. Còn hợp đồng mua bán thì sao? Còn khi mà đã ký hợp đồng mua bán thì có nghĩa là người mua bán trực tiếp cho bạn, và lúc đó bạn bắt buộc phải đăng ký xe trong thời hạn là 30 ngày. Thì nếu mà sau 30 ngày bạn không đăng ký thì khi bạn đem đi đăng ký xe bạn sẽ bị phạt một khoản gọi là khoản chậm đăng ký. Đó chính là vì lý do vì sao có nhiều người ta không thích là ký mua bán, người ta đi đăng ký ủy quyền hơn, người ta sẽ trả thời gian, sau đó người ta chán, không thích nữa, người ta lại bán ủy quyền cho người khác tiếp. Thì như vậy để làm gì? Như vậy là để chúng ta không phải chịu cái chi phí sang tên, chúng ta phải đóng thuế là 1%. Thì 1% một chiếc xe 500 triệu thì nó cũng sẽ nhiều lắm chứ đâu hay ít. Rồi chưa kể những thủ tục cũng xếp xe, phải về zin lại xe, rồi cò lái thứ, nói chung là một lần làm như vậy cũng phải cả chục triệu. Thì nó rất là tốn kém, nên nhiều người nó sẽ chọn là sẽ sử dụng cái biện pháp ủy quyền chứ không có công chứng mua bán. Dĩ nhiên những cái đó mình phải biết rõ cái gốc của xe như thế nào thì mới dám làm vậy. Nhưng mà hiện giờ nó có nhiều cái trường hợp như thế này, họ người bán họ nói với bạn là xe này là xe sang tên được ABCD hay là gì đó, bạn thì cứ mơ mơ hồ hồ chả biết gì hết, ra phòng công chứng thì người ta cũng đâu biết được cái nghiệp vụ, người ta đâu biết được giấy tờ nào giấy tờ thiệt, xe nào xe đục, xe nào xe mẹ một con hay là gì đó, những chuyện lách người ta sẽ thấy trên những cái tờ giấy này đang lúc đó người ta nghĩ nó là thật thôi. Người ta công chứng thì nhiều lừa đảo như vậy nhiều lắm, bây giờ công chứng đi tiếp tục công chứng cho bạn. Còn chuyện bạn bị lừa thì cái đó pháp luật tính sao rất là phức tạp. Đó, vì thế nếu mà mua xe thì vui lòng kiếm những người mà mua bán xe uy tín trên mạng, có lịch sử lâu năm bán rất là nhiều xe, hoặc là kiếm những người bán nào mà đứng tên chính chủ xe, có nhà cửa địa chỉ đàng hoàng. Những người là cái điều cuối cùng, rồi khi bạn đã mua được chiếc xe rồi, khi bạn đã sang tên được chiếc xe rồi, thì cái điều quan trọng đó chính là tôi sẽ nói với bạn, đó chính là cuộc chơi của chúng ta rất là dài, chúng ta chơi suốt đời chứ chúng ta không chơi ngắn ngủi một phút một giây nào đó. Vì thế nếu bạn ít kinh nghiệm, bạn phải chịu khó tập luyện, kiếm những người giỏi đi theo họ để học kinh nghiệm, bớt cái máu liều lại, bớt cái bản lĩnh cá nhân riêng lại, mà phải chịu khó học tập để nâng cao cái trình độ mình đã xe lên. Mình học hoài học mãi, như tôi đây tới bây giờ tôi vẫn phải học, phải liên tục học để nâng cao cái trình độ của mình, không bao giờ được chủ quan trước cái sự nguy hiểm của cuộc sống. Hãy vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường và cùng tôi đi suốt con đường của đam mê xe.